lừa đảo qua yêu cầu xác thực gương mặt. Tràn lan hội nhóm làm giả hóa đơn chuyển tiền. Sẽ xử lý nghiêm trung tâm đăng kiểm chỉ nhận xe chính chủ. Xin chào và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng miền Tây hôm nay tin nhanh vào lúc 21:30 hàng ngày trên kênh VTV Cần Thơ. Thưa quý khán giả, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, đó là thông qua yêu cầu xác nhận khuôn mặt, lấy thông tin hình ảnh để vượt qua thủ tục định danh cá nhân, qua đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân. Các đối tượng giả dạng cán bộ công an, thuế vụ và các cơ quan chức năng khác hoặc dùng công nghệ deepfake để giả hình ảnh và giọng nói người thân quen của nạn nhân để thực hiện video call lừa đảo. Trong lúc video call, bằng nhiều thủ đoạn, đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải. Hình ảnh này được nhóm lừa đảo dùng để vượt qua thủ tục định danh cá nhân rồi mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân. Tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân sau đó có thể được sử dụng vào mục đích lừa đảo hoặc các hành vi phạm pháp luật khác. Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến trong các giao dịch thương mại. Ngoài quẹt thẻ, quét mã QR, nhiều cơ sở kinh doanh còn cho phép khách hàng chuyển khoản để thanh toán. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã làm giả các hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của những đối tượng này là lập ra nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội, giả làm người mua hàng để lừa đảo hàng chục khách hàng là những người kinh doanh với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò làm giả các biên lai thanh toán của ngân hàng. Tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo là các hội nhóm trao bán, dạy cách làm hóa đơn, biên lai thanh toán giả của ngân hàng và các ví điện tử đang thu hút tới hàng chục ngàn người tham gia. Theo nhận định của cơ quan công an, rất nhiều trường hợp bị hại bị lừa số tiền không lớn đã e ngại không đến trình báo. Việc tham gia và làm theo hướng dẫn của các hội nhóm này là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mới đây, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các quy định và quy trình thủ tục đảm bảo rõ ràng minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, xử lý kịp thời các tư vấn đại lý bán bảo hiểm nhân thọ thiếu trung thực. Trước đó, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về vấn đề tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu cho bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Thuốc lá điện tử hiện chưa được cấp phép tại Việt Nam, nhưng dù bất cứ ai ở độ tuổi nào, chỉ cần có nhu cầu và có tiền là dễ dàng mua được thuốc lá điện tử tại cửa hàng hay trên mạng. Chỉ với một tin nhắn, một cuộc gọi là hàng sẽ được chuyển tới tận nơi. Núp bóng các cửa hàng kinh doanh khác nhau nhưng lại bán thuốc lá điện tử, mọi giao dịch đều phải bắt nguồn từ mạng xã hội, đặt hàng, sau đó có thể đến trực tiếp đây để xem hàng và lấy. Đủ loại, đủ mùi vị, khách cần loại nào, chủ cửa hàng sẽ mang ra loại đó. Tràn lan hơn cả là mua bán trên mạng xã hội, từ các nhóm kín lẫn công khai cả ngàn thành viên. Các bài quảng cáo đều chung nội dung không gây nghiện, cam kết bỏ được thuốc lá. Đây là thực trạng đang diễn ra về việc kinh doanh thuốc lá điện tử hiện nay. Luật phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam chưa có quy định dành riêng cho thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới. Thị trường thuốc lá điện tử không chỉ loạn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, mà còn đặc biệt rối loạn về thông tin. Tại nhiều cổng trường cấp 2, cấp 3 đã xuất hiện tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Các em còn chưa biết về độ độc hại, chỉ bị lôi kéo và để thể hiện độ sành điệu. Nhiều nhóm trẻ chỉ quan tâm giá tiền, màu sắc và kiểu dáng. Chuyển sang các tin tức khác. Công an huyện Đức Hòa xác nhận sự việc nam thanh niên ở Long An nghi bị ngáo đá vào chùa đập phá tài sản và các đồ thờ cúng trên chính điện như trong clip lan truyền trên mạng xã hội là có thật. Đáng nói là sau khi làm việc với công an, người này vẫn trong tình trạng bị ngáo đá, liên tục chửi bới la hét. Qua kiểm tra, đối tượng không có giấy tờ tùy thân. Theo clip ghi lại, vào khoảng 12:40 phút ngày 14 tháng 4, thanh niên không mặc áo, mặc quần dài, đi vào chính điện của chùa Long Nguyên ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng Phật trên chính điện. Sau đó, người này đi tới đi lui và trèo lên chính điện, hất đổ, đập phá, ném tất cả đồ thờ như bát hương, tượng Phật, trống xuống nền, thậm chí là còn bật quẹt châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng tìm cách tiếp cận và khống chế, đưa về công an huyện lấy lời khai. Lực lượng chức năng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và người dân vừa giải cứu thành công một phụ nữ có biểu hiện bất thường đi trên đường dây điện. Chiều qua, người phụ nữ này bất ngờ trèo lên đường dây điện đoạn qua xã An Tây, thị xã Bến Cát.
Người này sau đó đi lại trên các bó cáp viễn thông và dây điện vô cùng nguy hiểm. Phát hiện vụ việc, người dân đã dùng nệm để hứng bên dưới đề phòng nạn nhân rơi xuống. Đồng thời lực lượng chức năng huy động một xe tải đang chạy trên đường để một số người leo lên thùng xe, tiếp cận người phụ nữ rồi khống chế người này đưa xuống dưới. Người phụ nữ này sau đó được xác định có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệt xóa nhóm đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền qua mạng Internet tại một quán cà phê do Phạm Chí Cường và Đinh Thị Hà Xuyên cùng ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít làm chủ. Vào thời gian trên, Cường và Xuyên cùng 10 đối tượng khác có hộ khẩu tại huyện Mang Thít và huyện Long Hồ đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng, có nhà cái tại Campuchia. Lực lượng công an đã tạm giữ tại hiện trường nhiều điện thoại di động, xe máy cùng số tiền trên 85 triệu đồng. Hiện công an huyện Mang Thít đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Vẫn chưa có phương án xử lý công trình được nhiều người gọi là biệt phủ đẹp nhất Cà Mau. Ủy ban Nhân dân sẽ mời các sở ban ngành của tỉnh để trao đổi và thống nhất phương án xử lý công trình trên. Dự kiến trong tuần này, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ mời các sở ngành của tỉnh làm việc để trao đổi phương án xử lý. Phòng Nội vụ được giao việc chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành và các đơn vị liên quan trong việc thiếu kiểm tra, chậm xử lý công trình xây dựng không đúng quy định của ông Hồ An Tập. Trước đó, ông Tập đã có đơn xin cứu xét về việc giữ lại ngôi biệt phủ này. Vị trí hai thửa đất xây dựng căn biệt phủ gồm một phần diện tích là đất ở nông thôn và một phần là đất nuôi trồng thủy sản. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Cà Mau, thì vị trí hai thửa đất này được phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn. Trước tình trạng một số trung tâm đăng kiểm tự đưa ra các quy định với chủ phương tiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra thông báo nghiêm cấm các đơn vị, các đăng kiểm viên tùy tiện tự ý đưa các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật để tiêu cực trục lợi. Cục sẽ xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật. Một số tiêu cực bị các chủ phương tiện phản ánh như có đơn vị từ chối tiếp nhận thực hiện cấp miễn kiểm định lần đầu cho xe mới, có đơn vị hẹn thời gian giải quyết miễn kiểm định lần đầu quá dài, có đơn vị thì không nhận kiểm định cho xe không chính chủ. Nhiều đơn vị đăng kiểm không thực hiện việc đăng ký online, lấy số trước, khiến chủ xe phải đưa xe tới xếp hàng chờ nhiều ngày. Ngoài ra, một số chủ phương tiện còn phản ánh tình trạng có nhân viên của đơn vị đăng kiểm cò xe, có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi trong việc bố trí xếp lốt phương tiện không theo trình tự. Phóng nhanh, vượt ẩu qua các ngã ba, ngã tư luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại lối giao trên các tuyến đường khuất tầm nhìn. Việc thiếu chú ý quan sát nhường đường thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng tăng cao. Tình huống được camera an ninh ghi lại vào ngày 15 tháng 4 tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sẽ cho thấy sự nguy hiểm đó. Ngã ba vắng phương tiện, trời mưa, rẽ qua ngã ba từ đường nhánh, nhưng nam thanh niên đi xe máy điện này vẫn phóng như bay. Trên đường chính, tài xế xe tải nặng sắp qua ngã ba cũng không giảm tốc độ, gặp tình huống quá bất ngờ đã lập tức phanh gấp. Cú phanh kịp thời đã tránh được vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khi nam thanh niên đã vượt qua được đầu xe tải chỉ trong tích tắc. Vô cùng may mắn khi chiếc xe tải này không chở hàng nên phanh xe đã dừng ngay được, nếu không tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi.